Chúng ta dạy học trên Google Meet, Microsoft Teams hay là Zoom, thông thường chúng ta sẽ phải minh họa bằng việc đưa ra hoặc là trình diễn hiện vật cho học sinh thấy. Tuy nhiên, hình ảnh mà học sinh thấy thường sẽ là những hình ảnh lật. Như các bạn thấy khi đưa ra một cuốn sách như thế này, người tham gia sẽ không đọc được chữ trên đó vì chữ khi này sẽ bị ngược. Chuyện này chúng ta cũng thường gặp khi hầu hết các smartphone hoặc là webcam đều cho chúng ta thấy những hình ảnh ngược, hoặc khi chúng ta đứng trước gương thì chúng ta cũng đều thấy những hình ảnh đó là hình ảnh ngược. Giải pháp trong những tình huống này là gì? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Mình sẽ trình bày lần lượt theo từng ứng dụng dạy học nhé. Trước hết, đó là khi dạy học trên Google Meet, mình hay sử dụng một tiện ích đó là Video Mirror. Bạn sẽ vào Google gõ từ khóa là Chrome Web Store. Sau đó tại phần khung này bạn sẽ gõ từ khóa là Video Mirror. Nhấn vào phần tiện ích này. Sau đó nhấn vào tab Chrome. Sau khi đã được cài đặt vào thì các bạn sẽ tích vào cái phần biểu tượng này để chúng ta cố định. Và nhấn vào cố định để nó sẽ luôn nhìn thấy ở trên giao diện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử nhé. Khi bạn chiếu và bạn sẽ muốn khi nào muốn quay thì bạn sẽ nhấn vào cái tiện ích này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó có chữ on, on có nghĩa là nó đang bật. Thì các bạn thấy là cái hình ảnh của chúng ta đã được quay ngược rồi. Chúng ta có thể đọc được chữ trên quyển sách. Lưu ý, tiện ích này bạn đều có thể sử dụng trong khi chúng ta họp trên Zoom hoặc là trên Microsoft Teams, sử dụng trên trình duyệt mà thôi các bạn nhé. Khi dạy học trên Zoom thì sao? Thật may mắn, phần mềm Zoom đã được tích hợp sẵn chức năng này. Chúng ta chỉ cần vào phần cài đặt, chọn video, sau đó chúng ta tích chọn vào mục Mirror My Video. Như vậy là chúng ta đã thấy cái hình ảnh của chúng ta đã lật rồi nhé. Còn đối với khi chúng ta dạy học trên Microsoft Teams, mình sẽ sử dụng ứng dụng đó là Snap Camera. Ứng dụng này mình đã chia sẻ và hướng dẫn rất là đầy đủ ở video trước. Bạn có thể bấm vào link bên dưới ở phía phần mô tả để xem nhé. Cách làm như sau, sau khi bạn cài đặt, bạn sẽ mở Snap Camera lên, sau đó gõ vào từ khóa là Flip. Khi này bạn sẽ thấy hiển thị ra các loại filter lật. Bạn sẽ chọn một loại ưng ý và nhớ nhấn vào dấu sao để lưu bộ lọc này vào bộ sưu tập của mình nhé. Vì khi vào lưu vào bộ sưu tập thì mình có thể sử dụng nó rất là nhanh mà không cần phải tìm kiếm nữa. Khi mình dùng Snap Camera thì mình có thể áp dụng lật video ở cả ba ứng dụng trên các bạn nhé. Tức là mình đều có thể sử dụng Teams, Google Meet và Zoom được. Tuy nhiên, đối với Zoom thì mình không nói đến vì nó đã có sẵn rồi. Còn nếu như bạn chỉ dạy trên Google Meet thì mình ưu tiên bạn nên sử dụng cái tiện ích đó là Video Mirror vì nó nhẹ hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng Snap Camera. Còn khi dạy trên Teams mà dạy trên ứng dụng thì mình sẽ sử dụng Snap Camera để giúp mình lật hình. Nếu bạn có những cách khác để chúng ta có thể hỗ trợ trong việc chúng ta lật ngược camera thì hãy comment xuống phía dưới video để mọi người và mình cùng biết nhé. Như vậy là video mình chia sẻ đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay đừng quên bấm like và chia sẻ để nhiều người biết đến nội dung này hơn nhé. Xin chào tạm biệt.